Chào các bạn. Hôm nay Chí Long gặp lại các bạn để chia sẻ một bài giáo lý về hiếu thảo. Các bạn thân mến, hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức, là phẩm chất tối cao của con người. Trong những phẩm chất tốt đẹp, hàng đầu vẫn là chữ hiếu. Hiếu thảo là tình cảm yêu thương chân thành của người con đối với cha mẹ. Tình cảm đó phải được thể hiện bằng lòng tôn kính, lòng biết ơn, quan tâm thấu hiểu, chia ngọt sẻ bùi và phụng dưỡng đền đáp. Phải dâng lời chiều ý làm cho cha mẹ hài lòng. Ta không nên vì giận hờn cha mẹ mà dửng dưng thờ ơ lạnh nhạt, bất kính giai đấng sanh thành. Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi, nhưng suốt đời đã làm tốt cho con, muốn cho con được nên người xứng đáng, thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn. Ta hãy luôn nghĩ rằng thời gian cha mẹ sống bên chúng ta không còn bao lâu nữa, do đó ta phải biết tranh thủ tận dụng từng giây từng phút để thể hiện chữ hiếu. Công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ vô cùng to lớn, không gì có thể sánh bằng. Bổn phận làm con ta phải luôn ghi nhớ và chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ già bằng tình cảm chan chứa yêu thương. Bạn đừng để một mai về quê cũ trong căn nhà không mẹ vắng như tờ, lòi cỏ dại xanh rờn trên nấm mộ, nén hương tàn không đủ nghĩa yêu thương.